Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày 21 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTV. Bản tin tối nay gồm có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng trăm lồng cá trên sông Đà chết sạch nghi do xả lũ. Chi 100 tỷ đồng cứu 3 dòng suối ở Biên Hòa. Công an điều tra vụ rừng bị đầu độc tại Đồng Nai. Hướng dẫn viên bị bắt, khách du lịch Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan. Hàng chục ngàn người Ba Lan biểu tình phản đối cải cách. Động đất 6,7 độ Richter, sóng thần ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 2 người chết. Thái Lan xét xử cựu thủ tướng Sunak. Trong các ngày 19, 20 và 21 tháng 7, hàng trăm lồng cá trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy, Phúc Thọ bị chết hàng loạt. Nhiều chủ lồng chỉ qua một đêm đã mất trắng 4-5 lồng cá, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ông Thiều Minh Thế, giám đốc hợp tác xã cá lồng Thanh Thủy cho biết, dọc sông Đà từ xã Lương Nha về xã Xuân Lộc hiện có 51 hộ nuôi cá lồng với hơn 400 lồng cá, 100% hộ dân bị ảnh hưởng. Theo các chủ lồng, đây là lần đầu tiên sau 3 năm hồ thủy điện Hòa Bình xả đáy, nước lũ đổ về cuốn theo nhiều bùn đất, đây có thể là nguyên nhân khiến cá bị ngạt khí oxy chết hàng loạt. Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai có khoảng 10 con suối, trong đó có nhiều dòng chảy ngang giữa lòng thành phố như suối Rinh, suối Tân Mai, suối Bà Lúa, suối Chùa. Tuy nhiên, các con suối này đang bị bức tử gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm ngập cục bộ khi mưa đến. Thành phố Biên Hòa đang lên phương án nạo vét các dòng suối. Theo đó, trước mắt sẽ tiến hành nạo vét suối Rinh, suối Bà Bột và suối Tân Mai, trở lại dòng suối theo đúng độ đáy trước đây. Theo tính toán, chi phí cho việc nạo vét khoảng 100 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư nạo vét suối Rinh 36 tỷ đồng, suối Bà Bột 20 tỷ đồng và suối Tân Mai 45 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 7, liên quan đến vụ 242 cây gỗ dầu sao loại lớn tại rừng phòng hộ ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai bị đầu độc, ông Đặng Hồng Tăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm theo quy định của pháp luật. Trước đó, khi tổ bảo vệ rừng thuộc phân trường Trạc Táo thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc tuần tra đến khu vực rừng ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc thì thấy 242 cây gỗ dầu, gỗ sao bị héo úa chết bất thường. Kiểm tra phần thân sát đất, lực lượng chức năng phát hiện mỗi cây bị khoan 3 lỗ, sâu 5 cm, bên trong có chứa thuốc trừ cỏ 2,4D. Ngày 21 tháng 7, ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết đã báo cáo Tổng cục Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khách du lịch bị bỏ rơi ở Thái Lan và hướng dẫn viên bị bắt giữ. Trước đó, công ty IBAT nhận tổ chức tour du lịch Thái Lan cho đoàn 17 người, giá 6,5 triệu đồng một khách, đi từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, nhưng đến Thái Lan, khách không được sắp chỗ ở và đưa đón. Đến ngày 18 tháng 6, hướng dẫn viên và nhân viên của đoàn bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ do có hành vi đưa người du lịch trái phép, còn hành khách được cảnh sát hỗ trợ về nước. Hàng chục ngàn người biểu tình tràn xuống đường phố Bà Lan để phản đối Hạ viện thông qua một cải cách gây tranh cãi về tòa án tối cao, bất chấp sự đe dọa trừng phạt của EU. Cuộc biểu tình nổ ra sau khi Hạ viện do đảng Công lý và Pháp luật kiểm soát bỏ phiếu và giành chiến thắng với 235 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Kết quả này đồng nghĩa với việc trao quyền cho chính phủ Bà Lan chọn ra các ứng cử viên cho các chức vụ trong tòa án tối cao. Chính quyền thủ đô Warsaw cho biết có khoảng 50.000 người biểu tình tập trung trước dinh tổng thống, vẫy cờ Ba Lan và cờ EU, hô hào chúng ta sẽ bảo vệ nền dân chủ và tòa án tự do. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết vào lúc 1 giờ 31 sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở thành phố phía nam Thổ Nhĩ Kỳ Bodrum, làm rung chuyển các đảo gần đó của Hy Lạp. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có độ sâu 10 km, tầm chấn cách thành phố Bodrum 10 km và đảo Kos của Hy Lạp 16 km về phía nam. Trung tâm địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải cho biết đã có một cơn sóng thần nhẹ xảy ra ở khu vực. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ANA nói trận động đất có gây thương vong và thiệt hại, hai người Hy Lạp đã thiệt mạng. Hôm nay ngày 21 tháng 7, chính quyền quân sự Thái Lan huy động hàng trăm binh lính và cảnh sát đến tòa tối cao để giữ gìn an ninh trật tự cho phiên tòa xử bà Sunak Shinawatra. Đây là phiên cuối cùng cựu thủ tướng Thái Lan xuất hiện trước tòa trước khi số phận của bà được định đoạt. Phiên tòa xét xử bà Sunak được tiến hành từ sau khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính hồi năm 2014. Bà Sunak bị cáo buộc tội lơ là và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện chính sách trợ giá gạo, làm thất thoát ngân sách hàng tỷ bạc. Với cáo buộc này, bà đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù và phải chia sẻ khoản bồi thường 1 tỷ đô la Mỹ cùng với những lãnh đạo khác trong nội các của bà trước đây. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tối ngày 21 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTV. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.